Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một bản tin nóng mới được cập nhật trong ngày Trong cú phản pháo thổi ngang ngược của Nhật Kim Anh khi thăm con Đến vào lúc 2 giờ sáng chụp hình xong rồi đi có chuyện ngày càng căng thẳng rồi, không biết phải nghe theo bên nào. Nhưng mà cái gì là sự thật thì sẽ là sự thật. Chỉ mong cho bé Bù Long có thể lớn mạnh hồn nhiên. Từ khi công khai ly hôn ông xã Bù Lộc thì Nhật Kim Anh thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã về nỗi nhớ con, không được gặp con. Vừa qua trên trang cá nhân thì nữ diễn viên đã tổ chồng cũ với những lời lẽ bức xúc. Tôi lại anh, anh Bù Lộc ơi, làm ơn cho tôi gọi phải tham để nhìn con một chút. Anh đừng ích kỷ nhỏ nhen như vậy, trước phản ứng của nhật kim anh thì mới đây bù lộc đã chính thức lên tiếng theo chồng cũ của nữ ca sĩ anh là người kinh doanh bình thường có cuộc sống đơn giản anh cho biết là chỉ muốn một cuộc sống yên ổn lo cho con trai bù long và gia đình bù lộc cho biết là thời gian qua mẹ anh bị sốc bà buồn vì đã dành nhiều tình cảm cho con dâu nhưng lại nhận lại những điều tiếng bù lộc kể nhật kim anh thường đến nhà anh hơn nhưng không báo trước có lúc vào 2-3 giờ sáng có lúc lại vào tạn khuê nhưng gia đình đều đón tiếp rất chú đáo trong khi sinh nhật của con vào tháng 7 vừa qua. Nữ ca sĩ cũng chỉ về với con khoảng 3 tiếng, chụp ảnh lưu niệm xong cũng rồi đi. Cô Lộc kể là Nhật Kim Anh thường đến nhà anh nhưng không báo trước, có lúc 2-3 giờ sáng, có lúc vào tận nửa đêm. Nhưng mà nhà gia đình lúc nào cũng đón tiếp chu đáo. Trong sinh nhật con vào tháng 7 vừa qua thì nữ ca sĩ cũng chỉ về với con khoảng 3 tiếng, chụp ảnh lưu niệm xong rồi đi. Cô Lộc chia sẻ là chưa bao giờ ngăn cản việc Nhật Kim Anh gặp hay là thăm con anh cho rằng với tính cách của nữ diễn viên thì khó có ai có thể ngăn cản hay là không cho cô gặp con trai không những vậy mỗi lần mà cô đưa con đi chơi thì khi về đến nhà bé lại bị bệnh nặng chồng cũ nhật kim anh cũng cho biết con trai có tiền sử là sốt co giật động kinh bác sĩ điều trị trực tiếp tại bệnh viện đã khuyến cáo bù long phải qua 6 tuổi mới hết chứng bệnh này nếu bệnh của bé tái phát nhiều khả năng sẽ để lại di chứng trên màng não và ảnh hưởng đến thần kinh Bù Lộc khẳng định mỗi khi nữ diễn viên gọi FaceTime gặp con, anh đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh con, để cho cô FaceTime là có mặt liền vì anh còn bạn rất nhiều công việc. Cuối cùng, Bù Lộc cho rằng việc yêu thương con trai không thể hiện ở quyền nuôi con mà là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, phải đảm bảo được sự phát triển tốt nhất cho con trước lời tố cáo của chồng cũ thì nhạc kim anh cũng thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân nữ diễn viên tuyên bố sự thật sẽ có ngày được phơi bày không giống như những gì mà bù lộc đã chia sẻ tôi đã nói gì gọi là sai sự thật tôi đã im để không xáo trộn cuộc sống của con nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày nhạc kim anh viết nguyên văn dòng trạng thái của bù lộc trên trang cá nhân phản pháo lại nhạc kim anh như sau trước giờ tôi chưa bao giờ chia sẻ chuyện cá nhân gia đình và càng không chia sẻ những chuyện liên quan đến người khác lên mạng xã hội một lần này tôi xin phép được mượn trang cá nhân của mình chia sẻ đôi điều và nhân đây tôi cũng gửi vài lời đến kim huê nhặt kim anh và các bạn fan của nhặt kim anh tôi và gia đình đã quá mệt mỏi tôi chỉ muốn yên ổn cuộc sống lo cho con trai và gia đình Mẹ tôi gần 70 tuổi, cần thời gian tỉnh dưỡng xung vầy bên con cháu. Bà bị sốc nhiều và buồn vì đã dành tình cảm cho con dâu, nhưng rồi nhận lại những điều tiếng thị phi. Rồi kể cả công việc để nuôi sống gia đình tôi và con mình cũng bị mang ra công kích quấy rối. Kim Huy, em có nhớ những hôm em về thăm con, có lúc vào 2-3 giờ sáng sớm, lúc tặng đêm khuya, có khi đi cùng với bạn của em, có khi thì đi cùng với mẹ, bà ngoại tin. Tôi và ba mẹ đều đón tiếp rất chu đáo. Em còn ngủ lại nhà với con nữa mà. Hôm sinh nhật con, em về nhà cũng có 3 tiếng đồng hồ sau đó chụp ảnh rồi đi. Mặc dù tôi có mời em ở lại chung vui với tin đêm sinh nhật để con có được cảm giác gia đình giống như nó muốn. Rồi biết bao lần em cứ cố tình chọn vào những thời điểm con đi học hay là thời gian con lẽ ra phải nghỉ ngơi hoặc là những lúc không thuận tiện. Để rồi cố tình đón và dẫn nó đi chơi gây khảo, xáo trộn cho nó và cho tôi, cho gia đình. Với tính cách của em, ai có thể ngăn cản được hả em? Tôi sợ em đưa con đi chơi xa, tôi không có bên cạnh rất lo lắng. Con có tiền sử rốt cao co giật đồng kinh, bác sĩ nói phải qua 6 tuổi con mới hết chứng bệnh này. Nếu để bệnh tái phát có thể khả năng để lại di chứng trên mạng não ảnh hưởng đến thần kinh của nó sau này. Em cũng là người hiểu rõ điều đó mà. Em nhớ lại xem, lúc con còn nhỏ, lần nào em về đưa con đi Sài Gòn chơi, thì sau lần đó về đây con cũng đều bệnh nặng và cả bao lần em gửi con mình ở đâu trong lúc em mang tin đi những lần tin bệnh phải nằm viện những lúc ấy em ở đâu có đôi lần em xuống sau đó con qua cơn nguy kịch thì ở lại chăm sóc con vài ba tiếng rồi chụp ảnh cùng con xong em lại đi bác sĩ điều dưỡng y tá tại bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ đều nhìn và thấy rất rõ cả em dựng chuyện em gây thị phi làm gì trong khi em hiểu rất rõ và cũng từng thừa nhận rằng Tin, trong lúc nó còn nhỏ thế này khi ở cùng ba và ông bà nội để được trực tiếp chăm sóc và giáo dục rất là tốt mà. Còn hơn phải gửi cho người khác hay phải rải đây mãi đó cùng em. Về gọi vay tham, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất khi tôi có thể, thậm chí từ sáng đến chiều, em cứ nhắn liên tục những tin vô nghĩa. Alo, làm ơn cho tôi, làm ơn làm phước đi. Em lại anh đã mấy tuần rồi không gặp. Không biết với anh ý gì? Mặc dù mới hôm trước em đã ở đây chơi với con Em thừa hiểu tôi là con trai một Ba mẹ đã lớn tuổi rồi Tôi vừa lo công việc của mình Vừa lo công việc kinh tế gia đình Vừa lo cho ba mẹ Và còn thời gian chăm sóc dạy dỗ con mình nữa Thì thời gian đâu mà lúc nào cũng kè kè bên con mình Để châu trực vay tham cùng em Nếu đổi lại em ở vai trò của tôi Em có như thế hay không có việc em bị ra, tôi là người dạy tin, không yêu thương, xa lánh em hay gia đình bên ngoài. Thì chẳng khác nào tôi gián tiếp dạy cho con mình bắt hiếu lại với ông bà nội và cha của mình sao em? Nếu đúng như những điều mà em đặt ra, thì sao con mình lại có những câu nói? Tin muốn ở với ba mẹ. Tin muốn mẹ ở đây. Tin muốn mẹ đừng đi. Mà em nghe được tin nói và em cũng từng chia rẽ lên truyền thông. Thiết nghĩ người làm cha, làm mẹ ai cũng đều mong con được sống bình yên trong tình yêu thương. Em đừng cố tình lôi kéo con trai vào những chuyện thị phi giống như các vai diễn trên phim. Mình đang sống là đời thực, các vai diễn trong cuộc đời thực. Chỉ diễn được đúng một lần và mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho vai diễn ấy suốt cuộc đời. Không thể cứ diễn chưa tốt rồi diễn lại, hết phần đoạn lại đến vai khác, hết phim thì trả vai đừng nhầm lẫn cuộc đời mình với những đoạn phim đã được trau chút kỹ lưỡng về kịch bản cho từng vai diễn để qua đó gột tà được những thực trạng của xã hội em có thể tự tạo ra những kịch bản những đoạn clip hay nói về bất kỳ điều gì về tôi nhưng hơn hết là lương tâm và trách nhiệm của chính mình với những hành động ấy cá xe cuộc đời chính là những gì mang đến cho chúng ta về sau này từ những việc mình làm trong quá khứ và hiện tại chứ chẳng phải được trả bằng sự khen thưởng kích lệ hay sự tung hô của đại đa số khán giả từ những việc hóa thành xuất sắc vào từng vai diễn trong từng tác phẩm. Tất cả mọi việc mình làm, sau này người đời sẽ nhận xét, phán xử, đặc biệt nhất chính là con trai của mình. Em hãy để tôi và gia đình bình yên chăm sóc vun đắp tình yêu thương tốt nhất cho con. Con của em cũng là con của chúng ta. Hãy cùng nhau vun vén xây dựng và dành những điều tốt nhất cho nó khi nó còn nhỏ, còn có thể. Nếu sau này con lớn hơn Nó có đủ nhận thức Muốn sống cùng mẹ Hay có đi hướng riêng của nó Phần làm cha làm mẹ Nào ai có thể ngăn cản được gì đâu Nên em hình hiểu Việc yêu thương con không phải thể hiện Ở quyền ai nuôi dưỡng Mà là trách nhiệm thiêng liêng Phải đảm bảo được sự phát triển tốt nhất Về thể chất cũng như về tinh thần Để hình thành nhân cách và đạo đức cho nó sau này Tôi im lặng vì tôi không muốn góp phần tạo điều tiếng sẽ làm ảnh hưởng không hay đến tương lai của con khi nó lớn lên sau này. Một lần nữa tôi không cho phép ai làm tổn thương đến con mình. Con đang ở giai đoạn nhạy cảm, hình thành nhân cách, nên tôi không muốn tương lai của con bị ảnh hưởng bởi những chuyện thị phi. Tôi nghĩ sự phát triển của nó về thể chất, nhân cách cũng như sự ngoan ngoãn lễ phép của tin đến thời điểm hiện tại chính là minh chứng tốt nhất cho quá trình tôi và ông bà nội chăm sóc bù lông từ lúc nó mới lọt lòng đến giờ này tôi mong em và cũng như mong các bạn đồng cộng đồng mạng hãy biện tâm suy xét từ nhiều khía cạnh trước mỗi hành động của chính mình ngôn từ là tự do nhưng nên cẩn trọng đừng làm dụng ngôn từ thô tục để công kích và quấy rối đến đời sống cá nhân người khác xin hãy trả lại sự hồn nhiên trong trắng của con trẻ hãy để nó tự nhiên phát triển như nó vốn là xin hãy nhớ đời thực chứ không phải vài Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.